Tại sao Sawatthi có hai vị công tử là đôi bạn thân? Họ được nghe Đức Phật thuyết pháp rồi cùng nhau đi xuất gia. Sau 5 năm y chỉ thầy tế độ, họ chia tay mỗi người đi theo chí hướng riêng. Một vị chuyên pháp học Parijatidhamma trở thành vị pháp sư lỗi lạc của đội chúng đông. Một vị chuyên pháp hành Patipatidhamma thọ trì hạnh Đầu Đà, tu thiền quán chứng đắc A-la-hán, là vị thiền sư tiếp độ nhiều đệ tử. Thời gian sau đó, vị tỳ kheo thiền sư dắt các đệ tử về Chitawana để đảnh lễ bậc đạo sư, nhân dịp ghé qua thăm bạn là vị tỳ kheo pháp sư. Vị tỳ kheo pháp sư nghĩ rằng bạn mình xuất gia không học pháp, chỉ hành thiền, sống ở núi rừng có lẽ dốt, nên tỏ thái độ kiêu mạn và khinh thường vị tỳ kheo thiền sư. Trước hội chúng tỳ kheo, vị pháp sư muốn làm bẽ mặt vị thiền sư nên đưa ra những câu hỏi về kinh điển cho vị thiền sư không trả lời được. Biết được thâm ý của vị tỳ kheo pháp sư và với tâm bi mẫn không để vị pháp sư xúc phạm thánh nhân, Đức Phật lập tức xuất hiện giữa hội chúng tỳ kheo này. Ngài nêu ra những câu hỏi liên quan đến sự chứng nghiệm giải thoát. Vị pháp sư dù thông suốt giáo pháp nhưng chưa từng thắng tri nên không thể trả lời những câu hỏi của Đức Phật. Vị tỳ kheo thiền sư vì đã chứng đắc đạo quả giải thoát nên đã trả lời Đức Phật bằng sự kinh nghiệm thực chứng không khó khăn gì. Đức Phật hài lòng. Nhân đó, Đức Phật thuyết hai bài kệ Bahumbi Chê Satihang Sahi Tăng Hà Sát Mà Nô, dù nói nhiều kinh điển vân vân. Chánh văn Dhammapada 19 Bahum Bích Chê Satiha Sahi Tăng Pha Sát Mà Nô Nát Tắc Cát Rồ Hồ Tít Nà Rồ Pá Mát Tô Gô Bồ Quá Gà Vô Gánh Nát Giang Pát Rê Sàng Nạp Hà Quá Nạp Hà Gác Hòa Sà Mành Nhá Sắc Hồ Tít Dhammapada 20 Áp bằng biết chê sát hi tăng hà sát mà nô tham mắt sát hồ tị anh được tham mắt trà ri anh được tham mắt trà ri ra gần chắc đồ sành chắc bà hà chắc mồ hằng sầm mắt bắt trà nô xin bút tắt chất tổ anh được bà đi già nô ít hát hòa hút rằng hòa sắp hà các hòa xà mình nhắc sắc hồ tiết thích văn bá hùng biết hợp âm bá hùng áp biết bá hùng đối cách số ít của tính từ bá hút nhiều số lượng nhiều áp biết bất biến từ nghĩa dù mặc dù cho dù chê hình thức giản lược của giới từ sa chê nghĩa là nếu nếu như sa hít tăng đối cách số ít của danh từ trung tính sa hít tăng nghĩa là kinh điển thánh thư hà sắc mà nô chủ cách số ít của hiện tại phân từ hà sắc mà nó do động từ hà sắc tị nghĩa là nói thuyết phát biểu nó phủ định từ không không có tất cả rồ chủ cách số ít của danh từ nam tính tất cả ra hợp thể tăng các rồ thì tiết tất cả rồ nghĩa là không làm điều ấy, không áp dụng, không thực hành. Hô tiết thì hiện tại ngôi thứ ba số ít, động từ hô tiết căn hô cộng á nghĩa là có, là đây dùng như một trợ động từ. Nát rồ chủ các số ít của danh từ nam tính nát ra nghĩa là người nam, người đàn ông. Dùng trong ngữ cảnh này có nghĩa là con người, hạ người. Pamato, chủ cách số ít của tính từ Pamata, quá khứ phân từ của động từ Pamachati, nghĩa là giải đãi, dễ vui, buông lung. Gobo, quá, hợp âm Gobo, ý quá. Gobo, chủ cách số ít của danh từ nam tính Goba,
nghĩa là người giữ, người chăm nom, người chăn. Gawo, đối cách số nhiều của danh từ nam tính go, nghĩa là trâu bò, gia súc. Gánh dành, chủ cách số ít của hiện tại phân từ. Gánh dành ta bằng gánh nền ta, động từ cơ bản. Gánh nề, gánh nề dạ, nghĩa là đếm, đếm số. Bắt rê sang, sở thuộc cách số nhiều của phím chỉ đại từ para, nghĩa là của những người khác. Pha gắt quà, chủ cách số ít của danh, chủ cách số ít của danh tính từ. Pha gắt quanh tú, nghĩa là có phần, hưởng phần, dự phần. Samanya sa, chỉ định cách số ít của danh từ trung tính. Samanya, từ samana cộng niya, trạng thái sa môn, quả vị sa môn vị, sa môn hạnh. Abham bi, hợp âm abham, abhang cùng abhi. Abhang, đối cách số ít của tính từ abha, nghĩa là số ít, ít ỏi. Dhammasa, chỉ định cách số ít của danh từ dhamma, nghĩa là pháp, giáo pháp. Anuddhammacari, chủ cách số ít của danh từ hợp thể. Anuddhammacari, từ anuddhamma cộng chari, người hành thuận pháp, hành tuần tự, thực hành nghiêm túc. Ragan chắc, ragan, ragan chắc, ragan, đối cách số ít của danh từ nam tính raga, nghĩa là tham ái, ái tình. Đô xanh chắc thì đô xăng chắc. Đô xăng, đối cách số ít của danh từ nam tính đô xác, là sân, sân hận. Bác hà chắc, bất biến quá khứ phân từ của động từ bát chất, bát cha ha tí, từ bát cộng căn ha, nghĩa là sau khi từ bỏ, sau khi đoạn trừ, đã từ bỏ, đã đoạn trừ. Mô hăng, đối cách số ít của danh từ nam tính mô hắc là si, si mê. Samap pachano, chủ cách số ít của danh từ hợp thể. Samap pachana, do từ sama cộng pachana, nghĩa là giác tỉnh, chánh trí, sự hiểu biết chân chánh, sự nhận thức đúng đắn. Suvimutta citta, chủ cách số ít của danh từ hợp thể. Suvimutta citta, từ suvimutta cộng citta cộng na, có tâm khéo giải thoát, người mà tâm được giải thoát hoàn toàn. Anuppadhyayano, do từ na cộng Upadhyana, hình thức giản lược của hiện tại phân từ Upadhyamana, nghĩa là không còn chấp thủ, không chấp trước. Itha, trạng từ ở đây, đời này, cũng đồng nghĩa với Itha Loka. Hút rằng, trạng từ ở bên kia, đời khác, đời sau, đồng nghĩa Bara Loka. Sắc, hình thức đổi khác của show trong thi kệ. Show, chủ cách số ít của chỉ thị đại từ tắc, nam tính, nghĩa là vị ấy, người ấy. Việt văn pháp cú 19, dù nói nhiều kinh điển, dễ vui không hành trì, như chăn đếm bò người, không hưởng sa môn vị. Pháp cú 20, dù nói ít kinh điển, nhưng nghiêm túc hành pháp, từ bỏ tham, sân, si, chánh trí, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, hưởng phần sa môn vị. Chuyển văn Bá Hùng Sĩ Tăng Abhijje Bhasa Mano Bhamato Nakro Natakaro Hồ Tị Nasamanya Sạp Hà Các Hòa Hồ Tị Phát Rê Sang Gà Vô Cái Nạc Dằng Gồ Vô Ít Quá, nghĩa là mặc dù nói nhiều kinh điển, người dễ vui không hành theo điều đã nói, nó không hưởng được quả vị sa môn, chỉ ví như kẻ chăn bò, đếm bò cho người khác thôi. Ấp bằng sahi tăng abhijje bhasa mano dhammasa anuddhammacari anuddhammacari hoti ragang chak đồ sang mô hăng chak pahaya itha hoa hút đăng hoa anuddhammacari
Vajjayano, Sammapacchayano, Samuttitto, So, Samanyasa, Phagavahoti. Mặc dù nó ít kinh điển, nhưng nghiêm túc thực hành giáo pháp, từ bỏ tham sân si, không còn chấp thủ đời này hoặc đời sau, có hiểu biết chân chánh, tâm được khéo giải thoát, người ấy hưởng được quả vị sa môn. Lý giải danh từ Sahib Tăng trong hai bài kệ có nghĩa là Phật ngôn trong Tam Tạng. Sahib Tăng tị tề bít tắc sắc bút năng e tăng na măng. Danh từ Samanyasa là bốn sa môn quả. Samanyasa phala quả tu đà quần sơ quả, quả tư đà hàm nhị quả, quả a na hàm tam quả và quả a la hán tứ quả. Bốn quả vị này còn được gọi là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Trong hai bài kệ 19 và 20, không phải Đức Phật chỉ trích việc học và nói pháp nhiều, cũng không phải Ngài tán thán vị tỳ kheo ít học và nói và ít nói pháp. Ở đây, Đức Phật thuyết đề cập đến hai trường hợp. Vị tỳ kheo pháp sư biết pháp và nói pháp nhiều cho người khác nghe, nhưng bản thân vị ấy không hành theo giáo pháp nên không nếm được hương vị giải thoát. Còn vị tỳ kheo thiền sư, mặc dù học pháp ít và ít thuyết pháp, nhưng tinh tấn thực hành giáo pháp là thiền định nên vị ấy nếm được hương vị giải thoát. Có bốn trường hợp này: một vị tỳ kheo học hiểu và thuyết pháp nhiều lại có tu tập là hạng tối ưu; một vị tỳ kheo học hiểu pháp ít và ít thuyết pháp nhưng có tu tập cũng là hạng đáng tán thán; một vị tỳ kheo học hiểu và thuyết pháp nhiều nhưng không tu tập thì có phần đáng khen cũng có phần đáng chê; một vị tỳ kheo ít học pháp, ít thuyết pháp cũng không thực hành pháp là hạng hoàn toàn đáng bị chê. Hạng thứ nhất hoàn toàn được đáng được tán thán vì hành lợi người lợi mình. Hạng thứ hai có phần đáng khen, có phần đáng chê vì làm lợi mình nhưng không lợi người. Tuy nhiên, đáng khen nhiều hơn là đáng chê bởi tự mình nếm được hương vị giáo pháp. Hạng thứ ba có phần đáng khen cũng có phần đáng chê vì chỉ làm lợi người nhưng không lợi mình. Hạng này đáng khen vì còn có hiểu pháp và truyền bá giáo pháp, đáng chê vì không nếm hương vị giáo pháp. Hạng thứ tư hoàn toàn đáng bị chê vì không làm lợi người lợi mình, sự xuất gia của vị ấy không có giá trị. Dứt phẩm song đối, biên soạn giáo trình thì theo tự siêu. Sau đây chúng con xin được thỉnh pháp sư. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu, diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên, như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lã mặc hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, dãy dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo pháp mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Bụt Thầy, Namo Tham Ma, Namo Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Bên Hạnh, Thượng Tọa Hợp Tân cùng Chư Tôn Đức trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi học hai câu cùng một duy sự, câu số 19 và câu số 20, là hoàn tất kết thúc cái phẩm sùng đối cho ma cao quát cát và thầm mô phẩm thứ nhất. Trong phẩm thứ nhất này có 20 câu và 14 duy sự. Thì lúc trước chúng tôi có trình bày những trường hợp một duy sự mà Đức Phật ngài thuyết hai hoặc ba câu, thì cái trường hợp đó đương nhiên là chúng ta phải học hết cả hai hoặc ba câu đó. Nhưng có những trường hợp một duy sự Đức Phật thuyết một câu pháp cú, nhưng mà hai duy sự và hai câu pháp cú nó đi cặp với nhau, có ý nghĩa đối xứng, như là 15, 16, 17, 18. Thì trong trường hợp này chúng tôi cũng nên học một lần, một buổi học. Một là để chúng ta tiện theo dõi, không có bị phân tán ý nghĩa. Thứ hai nữa là để cho rút ngắn thời gian lại, bởi vì 423 câu. Mà nếu chúng ta thuyết một tuần chỉ có hai câu thôi, thứ năm và chủ nhật đó, thì như vậy không biết bao giờ chúng ta mới xong được. Thì hôm nay chúng ta học hai câu là bởi vì có cùng một duyên sự. À, kính thưa quý vị, trong hai câu mà Đức Phật đã dạy hôm nay đó cũng có nhiều ý nghĩa quan trọng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Vì ngữ cảnh do trường hợp vị tỳ kheo pháp sư chỉ chuyên học pháp rồi thuyết pháp tiếp độ đệ tử thành một cái hội chúng đông đảo, nhưng mà vị đó không có sự thực hành theo giáo pháp, vẫn còn là phàm phu. Trong khi đó thì cái vị sư bạn cũng cùng xuất gia một lượt, nhưng mà vị sư bạn là vị tỳ kheo chọn cho mình cái con đường là đi pháp hành Patipatthi-thamma. Vị đó sau khi học đề mục thiền quán từ nơi bậc đầu sư, vị đó đi vào rừng sống đầu đà ở cái trú xứ trong rừng dưới cội cây và chuyên tâm thực hành thiền quán, và vị đó chính A-la-hán.
Và khi mà vị tỳ kheo thì xưa vị thánh nhân A La Hán này dắt học trò đi về Chitaponá để lễ Đức Phật và sẵn dịp ghé ngang qua cái trú xứ của vị sư bạn hiện là vị pháp sư. Thì vị pháp sư lại tỏ ý khinh thường, nghĩ rằng bạn của ta sau khi xuất gia xong không có học pháp nhiều, mà chỉ học chút ít rồi đi vào rừng để mà tu thiền. Cho nên vị pháp sư rất khéo muốn làm mẻ mặt vị thiền sư, nên trước là hội chúng đông đảo tính đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến giáo nghĩa kinh điển. Đức Phật ngài từ trong hư thất và biết rõ cái thâm ý của cái vị tỳ kheo pháp sư, và ngài cũng vì lòng bi mẫn sợ vị ấy mất vẻ và làm và xúc phạm đến vị thánh nhân A La Hán thì như vậy không tốt. Ở đây ở trong bài của chúng ta chữ xuất xuất chữ xuất là sai đấy quý vị, xúc xúc phạm. Nếu mà bài mà đăng vào cái trang Nhật Hành để lưu thì đề nghị với Đại Đức Từ Tri nên sửa lại cái chỗ đó để cho bài nó được tốt đẹp. Và thưa quý vị, vì do cái câu chuyện đó nên Đức Phật ngài mới thuyết hai cái bài kệ này. Khi mà người Phật tử chúng ta học và nghe cái bài kệ này, chúng ta đừng có vội. Nhất là có một số người hay là một số vị sư họ lười biếng học học pháp, họ dựa theo cái Phật ngôn này mà họ cho rằng là dầu có nấu nhiều kinh điển nhưng mà không có hành trì thì cũng như là kẻ chăn bò đến bò cho người khác thôi. Họ dựa vào đó để họ nói cái điều đó không đúng. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài thuyết lên hai bài kệ này cụ thể là ngài ám chỉ cho hai vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo thiền sư và một vị tỳ kheo pháp sư. Cái vị tỳ kheo pháp sư kia nói nhiều, thuyết nhiều, học kinh điển nhiều, nhưng mà dễ vui không có sự thực hành theo giáo pháp, nên không có đến được cái sa môn vị. Còn cái vị thiền sư, dầu học ít, thuyết pháp ít, nhưng mà vị đó có cái sự thực hành sau khi từ bỏ tham sân si, vì đó đạt đến cái chánh trí và tâm giải thoát, không chấp thủ đời này đời sau, đến cái vô thủ trước niết bàn. Thì Đức Phật giải thuyết lên hai bài kệ để nói về hai vị đó. Chứ ở đây chúng ta phải hiểu
Ý nghĩa của bài kệ này có cái sự, trước hết là chúng tôi trình bày về nghĩa từ ở trong bài kệ. Ở trong chú giải giải thích chữ Sahitan, chữ Sahitan trong trường hợp này phải dịch là kinh điển. Chứ nếu mà chữ Sahitan đó mà quý vị tra vào trong từ điển đó thì chữ Sahitan nó còn có nghĩa là chữ xá và chữ hí tá, tức là có lợi ích. Nhưng mà chữ Sahita trong cái ngữ cảnh này đó thì có nghĩa là thánh thư, kinh điển hay là Phật ngôn. Vì trong chú giải nói rằng Sahita tí thì biết thực cách sát vô thông và năng e tăng nam ăn. Phật ngôn ở trong Tam Tạng nó được gọi là xe tập. Thì cái ý nghĩa này nó quá rõ ràng, cho nên chúng ta không cần phải nói nhiều. Và ở trong bài kệ khi mà dùng cái từ gọi là Samanyasa tức là Samanya, chúng ta có đọc ở trong trường bộ kinh, cái bài kinh Samyaphala số 8, bài kinh số 2 là Sa-môn Quả, kinh Sa-môn Quả. Thì ở trong cái bài kinh Sa-môn Quả đó, vua A-xà-thế bạch hỏi Đức Phật về cái quả báo thiết thực của vị Sa môn. Vua bạch với Đức Phật rằng những người cư sĩ dân chúng ở bên ngoài đó, họ làm bất kế bất kỳ nghiệp gì họ cũng đạt đến cái thành quả lao động, để họ hưởng cái thành quả lao động đó, tiền lương bổng hay là ngũ cốc hoặc là cây trái vân vân. Thế thì đối với các vị sa môn là những vị xuất gia đó, có được những cái quả báo sa môn thiết thực như thế nào? Samyak phala Sanditta. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài mới giải cho nghe vừa 13 cái quả báo sa môn. Nhưng mà trong chú giải của bài kệ này đó thì nhắm ngay bốn cái quả báo thiết thực cao quý, tức là đệ nhất sa môn quả, đệ nhị sa môn quả, đệ tam sa môn quả, đệ tứ sa môn quả, là chỉ cho quả vị Tu Đà Quần, quả vị Tư Đà Hàm, quả vị A-na-hàm và quả vị A-la-hán. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu thêm từ ở cái bài kinh Samyaphala số 8, bài kinh Sa Môn Quả đó, thì chúng ta thấy rõ nếu như một vị tỳ kheo, một vị sa môn mà không có cái sự thực hành thiền giới thì bên đó sẽ không có hưởng được cái sa môn quả thiết thực là cái sự an vui do nhờ giới thanh tịnh. Nếu vị tỳ kheo không có thu thúc các căn, không có tiến độ ẩm thực, tức là không có sự thực hành theo pháp đó, thì vị này sẽ không có cái sự an vui do cái sự thu thúc được căn, không có sự an vui do cái vị
khí độ ẩm thực hay là sống tỉnh thức, cái gì không đạt được cái sa môn quả thiết thực đó. Nếu vị tỳ kheo không có thực hành thiền chỉ, không có chế ngự được năm triền cái, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sinh, không chứng được vị thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không chứng, vậy nên không chứng được tam thiền, một trạng thái ly hỷ trú lạc, vậy nó không chứng được thiền, một cái trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh, do không có sự thực hành pháp thiền định mà vị này không có chứng được các cái tầng thiền đó, nên vị này không có được cái sự hạnh phúc an lạc của thiền. Thì như vậy cũng đã đánh mất cái hương vị của quả sa môn. Và cuối cùng thì do không có tu tập thiền quán nên vị đó không nếm được bốn sa môn vị, là đắc quả tu đà quần, đắc quả tu đà hàm, đắc quả a na hàm, đắc quả a la hán, là những quả vị chứng niết bàn, đoạn trừ được phiền não bởi hữu học, thì dần dần diệt trừ năm hạ phần khí sử, chắc chắn sẽ được giải thoát. Và nếu mà đắc được quả vị a la hán đó, là sa môn quả thứ tư, thì ngay trong hiện tại đã diệt trừ tham sân si, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, đó là vì đã đạt được cái sự giải thoát ngay trong hiện tại. Thì ở đây trong chú giải thì giải thích bốn sa môn quả đó thôi, nhưng mà tại sao ở đây chúng tôi lại nói thêm cái bài kinh sa môn quả này, là bởi vì trong cái thời kỳ hiện tại cái sự thực hành giáo pháp đối với chúng sinh hiện tại khó mà đạt được bốn cái quả vị sa môn, tức là từ tu đà quần cho đến bậc a la hán, nhưng ít nữa đối với một vị xuất gia đó, thì cũng phải thành tựu được những cái sa môn quả thiết thực, như là cái sự an vui do giữ giới, cái sự an vui do thu thúc, cái sự an vui do tiết độ ẩm thực, cái sự an vui do vị này sống tỉnh thức, sự an vui do vị đó chế ngự được năm triền cái, sự an vui do thành tựu các cái thiền chứng, thiền chứng. Như vậy cũng là cũng được cái điều cao quý. Còn nếu như mà thực hành để lạc đến cái quả vị sa môn siêu thế, tức là từ cái bậc thánh thứ nhất cho đến bậc thánh thứ tư, như vậy thì càng cao quý hơn.
Khi mà chúng ta mở rộng ra ý nghĩa chút thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa cái lời dạy này của Đức Phật ngài dạy đem đến những cái an lạc thiết thực hiện tại nếu có sự thực hành pháp. Ở đây một điều nữa là ở trong hai bài kệ 19 và 20 này chúng ta cần phải hiểu không phải là Đức Phật ngài chỉ trích về cái việc học và nói nó nhiều, và ngài cũng không phải tán thán cái việc thì kheo ít học và ít tu pháp. Nên là trước mắt chúng ta cũng nên hiểu cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài gọi là Sahitam Pasamado Bahumbiche Sahitam Pasamado, hay là Abhumbiche Sahitam Pasamado. Chữ Pasamado đúng là đúng nghĩa nên là thuyết, là nói, nhưng mà cũng trong chú giải phong phú bài này đó thì nó bao hàm luôn cả ý nghĩa là học pháp, nghe pháp đó, thuộc lòng pháp. Chứ không riêng về cái việc nói pháp. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là có học pháp, có thuộc lòng pháp thì vị đó mới có thể thuyết pháp được. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên cái chữ thuyết ở đây chúng ta cần phải hiểu trong cái nghĩa học pháp và thuộc lòng chi pháp và nói pháp. Chúng ta phải hiểu một cái ý nghĩa rộng này. Tại sao chúng ta nói ý nghĩa đó? Là bởi vì có một số người họ xuất gia đó, là họ chỉ chủ tâm học nhiều pháp, để họ có thể nói pháp nhiều cho người khác nghe, có một cái hội chúng, hoặc giả là vị đó học pháp nhiều để mà vị đó có thể tranh luận đúng phần thắng với vị khác, hoặc là vì đó học pháp nhiều để được người khác trọng vọng cung kính những lễ cúng dường. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu rộng như vậy thì chúng ta mới thấy ở trong cái bài kệ này Đức Phật đã dạy ý nghĩa rất là sâu. Ở đây chúng ta cũng cần nên hiểu như thế này. Tỳ kheo trong giáo pháp có thể được phân ra là bốn hạng. Có hạng học hiểu và thuyết pháp nhiều, lại chuyên tâm thực hành theo giáo pháp.
có hạng tỳ kheo họ hiểu và thuyết pháp nhiều nhưng mà không có tu tập. Có hạng tỳ kheo học hiểu và thuyết pháp nhiều hạng tỳ kheo học hiểu thuyết pháp ít nhưng có tu tập, còn có vị tỳ kheo học hiểu và thuyết pháp nhiều nhưng không có tu tập. Còn có hai tỳ kheo ít học pháp, ít thuyết pháp và cũng không có sự thực hành pháp. Trong bốn hạng đó thì cái hạng kheo sau khi xuất gia học hiểu giáo pháp nhiều và thuyết pháp cho người khác nghe, tự mình có sự thực hành theo những gì mà mình đã hiểu đã thuyết thì như vậy đó vị tỳ kheo hoàn toàn được, đáng tán thán. Tại sao gọi là được? Hoàn toàn được, đáng được tán thán là bởi vì vị tỳ kheo đó xuất gia sống lợi người lợi mình, sống lợi người lợi mình đó là điều mà Đức Thế Tôn ngài tán thán. Như Đức Thế Tôn ngài nói rằng là tôn giả Sariputta ngài có thuyết rằng vị tỳ kheo tu tập, tự mình tu tập giới định tuệ và khuyến khích người khác thành là giữ định tuệ, như vậy vị tỳ kheo đó gọi là lợi mình và lợi người khác. Thì ở đây đó không phải là Đức Phật thầy chê cái vị tỳ kheo học xuất gia xong rồi học pháp nhiều hay là thuyết pháp nhiều đâu. Ngài chê là trường hợp vị tỳ kheo học pháp nhiều, thuyết pháp nhiều nhưng mà không có sự thực hành những gì mà đã nói, đã học, cái đó mới đáng bị chê. Chứ còn nếu như mà vị đó có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc hành pháp thì như vậy là đáng tán thán, chứ đâu phải là học. Bởi vì Đức Phật là thuyết pháp để chi? Là thuyết pháp cho chúng sinh khác học hiểu và thực hành. Và Ngài cũng thường khuyến khích, Ngài nói rằng nếu vị tỳ kheo học pháp mà không đem thuyết giảng những điều mà đã học cho người khác nghe thì như vậy làm cho chánh pháp bị biến mất. Thành thân tâm điều và làm cho giáo chánh pháp bị biến biến hoại đấy thưa quý vị. Trong đó có điều còn cái hạng thứ hai đó là cái hạng tỳ kheo mà học hiểu ít, có học hiểu pháp và ít có thuyết pháp nhưng mà có tu tập. Thì như vậy cái hạng này cũng có phần đáng khen là vì làm lợi mình nhưng mà không có làm lợi người khác, như bậc tướng quân chánh pháp Sariputta ngài đã thuyết giảng. Vậy thì kheo tự mình tu tập giới định tuệ nhưng mà không khuyến khích, không hướng dẫn cho người khác
Đức thực hành theo giới định tuệ là vị tỳ kheo đó sống làm lợi ích cho mình nhưng mà không làm lợi ích cho người khác. Và rõ ràng là ở đây khi mà vị tỳ kheo có học hiểu pháp nhưng mà không đem nói cho người khác nghe thì vị này làm cho chánh pháp bị biến mất, như khi nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị. Thì hạng tỳ kheo thứ hai này, nó khen nhiều hơn là đáng chê, bởi vì đúng như câu tỳ ngôn này mà Đức Phật đã dạy, là vị đó mặc dù ít nói kinh điển, không có hiểu nhiều pháp, nhưng mà vị này chuyên tâm thực hành thì vị đó hưởng được sa môn hạnh, sa môn vị. Để Đức Phật này tán thán cái vị tỳ kheo thiền sư kia. Còn cái hạng thứ ba đó là hạng tỳ kheo mà có học hiểu pháp nhiều, thuyết pháp nhiều nhưng mà không có tu tập, thì cái hạng này cũng có điểm đáng khen nhưng mà cũng có điểm đáng chê. Vì đáng khen vì làm lợi lợi người, tức là theo như vị tướng quân chính pháp Sarupputta ngài giảng đó, thì có vị tỳ kheo tự mình không có thực hành theo giới định tuệ nhưng mình khuyến khích người khác, có nghĩa là dạy, có nghĩa là thuyết thuyết pháp cho người khác nghe, khuyến khích họ tu tập về giới định tuệ. Như vậy cái vị tỳ kheo đó là làm lợi người nhưng mà không có làm lợi mình. Vị này đáng khen ở chỗ là biết làm lợi ích cho người khác, nhưng mà đáng chê là vì vị này không biết làm lợi ích cho mình, tức là không nếm được cái hương vị giải thoát. Còn cái hạng thứ tư là có vị tỳ kheo xuất gia và trong giáo pháp này có học pháp mà cũng không có nói pháp cho người khác nghe, cũng không thực hành theo chánh pháp, thì đó là hạng người hoàn toàn đáng bị chê, là bởi vì vị này không làm lợi mình mà cũng không làm lợi ích cho người khác. Thì ở đây đó chúng ta có những điều chúng ta cũng phải lưu ý là trong hai bài kệ này, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy, thì chúng ta nên chú ý rằng đúng theo cái ngữ cảnh thì Đức Phật ngài đề cập đến sa môn vị ở đây là ngài nói rằng vị thiền sư, vị tỳ kheo thiền sư đó, mặc dù nó ít kinh điển hay là không có học pháp nhiều nhưng mà vị đó đã có cái sự thực hành nghiêm túc về giáo pháp, nên vị này hưởng được cái sa môn vị, tức là đắc được đạo quả A-la-hán.
Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng cái điểm thứ nhất là chúng ta có thực hành. Thế mà chúng ta có thực hành pháp thì được rồi. Ít nhất là chúng ta cũng phải là người nghiêm túc trong cái việc giữ giới, hay là sống thu thúc bậc thang, hoặc là biết tiết độ ẩm thực, hoặc là có cái sự tinh tấn để công phu thiền định, dầu chưa chứng được gì nhưng mà cái đó cũng là sự thực hành pháp là tốt. Và khi mà có thực hành như vậy đó, thì nếm được cái quả báo sa môn thiết thực. Trong 13 cái quả báo sa môn thiết thực mà Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh Samyakphalasutta, thì trong đó có một cái quả báo sa môn thiết thực là được lợi đắc cung kính. Nhưng mà cái này là đối với vị tỳ kheo là không nên có cái sự thỏa thích. Mặc dù Đức Phật Ngài thuyết như vậy, giải thích cho vua nghe, thưa đại vương, Ngài nói với Đức Vua A Xà Thế, đại vương nghĩ như thế nào? Nếu người của đại vương, quân lính của đại vương, những người làm việc cho đại vương có thể la rầy, có thể trừng phạt họ, nhưng mà một khi họ đã xin phép được xuất gia là một vị tỳ kheo trong giáo pháp, thì đại vương khi mà gặp vị tỳ kheo đó, đại vương sẽ làm sao? Thì vua Xà Thế là người có niềm tin Đức Phật pháp, mình đó trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ vị tỳ kheo ấy, con sẽ cúng dường những cái nhu cầu đời sống cho vị ấy với cái sự hộ độ của một người cư sĩ. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là cái quả báo sa môn thiết thực thứ nhất. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi mà xuất gia đó, thì trước tiên là được cái quả báo sa môn thiết thực đó. Nhưng mà cái này đó, chúng ta cần phải chú ý một điểm là nếu như vị tỳ kheo đó mà dừng lại ở chỗ này là thất bại. Bởi vì cái của đời sống xuất gia không phải ở chỗ đó, khi còn có những việc cần phải làm nhiều hơn để đạt đến quả báo thiết thực hơn và cao thượng hơn, mà vì đó không làm lại dừng lại ở chỗ là lợi đắc cung kính, thì cũng chẳng khác nào như là cái chú nó trổ buồn, cái chú nó sẽ chết vì cái nó buồn chú. Cái buồn chú. Và mà như cái lao, cái sậy, nó trổ hoa, thì nó sẽ rụi tàn. Và là giống như con lừa cái, khi mà nó giao phối với con ngựa giao phối với nó và sinh ra con la, vì do nó khác giống. Con lừa thì dáng nhỏ nhắn, nếu nó mang thai là một con la giống ngựa thì vì do to quá, người ta phải mổ để người ta bắt lừa, bắt con la ra, thì con lừa cái nó sẽ chết. Nó chết chỉ do
Nantha. Thì vốn ngữ nói với vị xuất gia như Đề Bà Đạt Đa, khi mà được thành tựu hay là có cái tham vọng lợi đắc cung kính thì vị đó sẽ bị tổn hại thân bại danh liệt. Cho nên cái quả báo sa môn thiết thực thứ nhất, Đức Phật thuyết có như vậy để cho vua thấy, vua hiểu được cái phương hướng của vua ở xa thế đã hỏi Đức Phật thế nào là quả báo thiết thực của vị sa môn, thì Đức Phật đã nói lên cái đó trước. Nhưng mà một vị xuất gia cần phải hiểu rằng cái quả báo sa môn thiết thực đó, đó không phải là cái mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh, phải bỏ đi. Trường hợp này Đức Phật Ngài cũng thuyết ở trong cái bài kinh Lỗ Cây, ví dụ Lỗ Cây ở trong Trung Bộ Kinh. Có người họ muốn đi tìm cái lỗ cây, họ đi vào rừng, họ thấy có một cái cọ cây, họ chặt nhánh và lá đem về, họ nghĩ rằng đó là lỗ cây. Nhưng thật ra thì người này chưa đạt được cái lỗ cây. Đúng vậy, có những sa môn và la môn, có những vị sa môn, những vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp, khi mà vị đó có sự tham đắm dính mắc trong đời đất cung kính, nghĩ rằng đây là cái quả báo sa môn thiết thực, thì vị này bị dính mắc ở chỗ đó. Vị này giống như người kia đi tìm cái lỗ cây nhưng mà lại chặt nhánh lá đem về, trong khi những cái quả báo sa môn thiết thực khác cao quý hơn mà người này không có đạt được. Thì khi mà có cái sự thực hành và đạt cái sự an vui do cái việc giữ giới, do cái việc thiền định, thì vị tỳ kheo cũng cần phải biết rằng ta được an vui nhờ giới hạnh này, ta được an vui nhờ thiền định này. Biết như vậy nhưng mà vị cần phải hiểu rõ cái sa môn hạnh này, sa môn vị này, mặc dù thành tựu thiết thực nhưng mà cũng chưa phải là lỗ cây của chánh pháp. Vị này cần phải đi đi tìm đúng cái lỗ cây. Còn những ai sau khi giữ giới tốt nè, ở vị đó nghĩ đến cái giới thanh tịnh của mình rồi trở thành tự tánh vị tha đó, thì tức là khen mình chê người, thì như vậy chẳng khác nào một người muốn đi tìm cái lỗ cây đến một cái cọ cây trong khu rừng. Người này tỏ ra là biết, họ chặt một cái nhánh lá dẹp qua một bên, nhưng mà họ rắc cái vỏ cây ở ngoài đó, họ đem về nghĩ rằng đó là lỗ cây. Ví dụ này như thế nào thì cái người mà dừng lại ở chỗ giới cũng như thế đó. Rồi có vị thành tựu được thiền định là cái quả báo sa môn thiết thực mà Đức Phật đã thuyết. Tuy nhiên khi mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền
không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Vị này do họ được cái hạnh phúc của thiền chứng, và vị này dừng lại ở chỗ đó, dậm chân một chỗ đó, và tự tán nghĩ tha, khen mình chê người khác. Thì như vậy người này, ta nói rằng không đạt được cái lưỡi cây của chính pháp. Cũng giống như một người đi tầm cổ lưỡi cây, họ chặt bỏ nhánh lá, họ đẽo bỏ cái vỏ cây ngoài, nhưng mà cái giá cây ở bên trong đó, cái nó đẽo đem về nghĩ rằng đạt được cái lỗ cây, nhưng mà thực ra họ chỉ mới có đạt được cái giá cây thôi. Và có một vị tỳ kheo khác, vị là tu chứng quả, đắc quả a la hán, là cái quả vị sa môn tối cao, đó là lỗ cây của chánh pháp. Cho nên ở trong bài kệ này là Đức Phật lại muốn nói là một vị thực hành để hưởng được cái lỗ cây của chánh pháp, tức là hưởng phần sa môn vị, là hưởng được cái lỗ cây của chánh pháp, là cái sự giải thoát. Thì ở đây chúng tôi sẽ hiểu rằng là miễn làm sao chúng ta xuất gia vào trong giáo pháp, chúng ta có cái sự học hỏi và chúng ta có sự thực hành để đạt được cái quả báo sa môn thiết thực, vậy là cũng tốt rồi. Ngoại trừ là cái lợi đất cung kính, là chúng ta nên xem đó là cái sự nguy hiểm, không nên bởi đó. Còn cái sự an vui trong giới luật hay là cái sự hạnh phúc của thiền định, thì cái đó tạm thời là vị tỳ kheo có cái sự an lạc. Nhưng mà chít trần chát ả rắc khê anh quê san ô si à, Đức Phật khuyên là hãy gìn giữ chiến thắng nhưng không có cái sự dừng lại, không có sự dừng lại. Bởi vì những gì mà vị đó đạt được từ giới, từ thiền định, thì cái đó chỉ là cái sự chiến thắng nhất thời, còn phải dùng trí tuệ để mà thắng, chiến đấu với ma, làm sao mà để thoát khỏi cái sự luân hồi sinh tử này, thì cái đó mới thật sự là thiết thực. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta hiểu được cái điểm này thì chúng ta mới thấy rằng không phải một bài kệ mà chúng ta có thể hiểu ở trong một cái phạm vi đó thôi. Và mỗi bài kệ pháp cú mà Đức Phật đã dạy là chúng ta cần phải chú ý do cái duyên sự nào mà Đức Phật đã dạy lên bài kệ đó. Và các bài kệ Đức Phật đã thuyết theo cái ngữ cảnh đó thì chúng ta phải hiểu rộng hơn một chút. Và thường thì ở trong chú giải hãy giải thích rộng hơn một chút, mở ra để chúng ta có thể hiểu rõ nó tường tận hơn, và chúng ta cảm thấy nó có cái cửa mở để chúng ta đi vào cái ngõ đó. Có nghĩa là chúng ta thực hành cách tốt đẹp. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta học pháp, hiểu pháp, chúng ta muốn hưởng được cái quả báo sa môn thiết thực là chúng ta phải có cái sự thực hành pháp. Bởi vì học hiểu không chưa đủ,
hay là đi thuyết dạy cho người khác nghe chưa đủ, mà cần phải có sự thực hành để mới nếm được cái hương vị giải thoát, mình có được cái sự hạnh phúc, cái sự an vui do cái sự thực hành pháp đem lại. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay, là hai cái câu kệ ngôn cuối của phẩm Sông Đốn Dhammakavaka. Bây giờ thì kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại để Hòa Thượng có thể chia sẻ thêm, hoặc là Hòa Thượng sẽ đưa câu thảo luận cho Chư Tăng thấy có Thượng tọa Tuệ Quyền ở trong room rất là hoan hỷ. Thượng tọa Tuệ Quyền vào để chia sẻ bài học này qua những cái câu thảo luận, và tất cả chúng ta với quý vị ngày mai này chúng tôi lại phải lên Sài Gòn sáu của Hòa Thượng để thuyết pháp trong dỗ ngày Hòa Thượng lên sự. Giờ này xin chân tình và thường nhất là nó muốn thầy sa thú cái chừng Hòa Thượng Từ Siêu với pháp thoại vừa rồi, để thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và thượng tọa Tuệ Quyền cũng như chư tăng sẽ phụ trách. Xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên nha. Thượng tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy rằng không phải ai đi tu cũng cảm nhận sâu sắc cái giá trị của tu, nhưng mà có những người thấy được giá trị của tu nhưng mà lại không có hưởng được cái sa môn quả, hay không có dự phần sa môn hạnh. Thì thì tôi quyền có thể có một định nghĩa là như bây giờ những vị sa di, những giới tử vào tu tập á, mà thì tôi muốn giới thiệu cái dự phần sa môn hạnh hay là cái quả của sa môn đó, thì thượng tọa sẽ nói đích xác á, cái quả đó là gì, ngoại trừ bốn đạo bốn quả niết bàn ra, còn còn có cái quả gì trong đời sống hiện tại của chúng ta. Xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hệ dạy cho điểm này. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giá Thưa Đức Chúng Giá Rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp của chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Từ Tri, Đệ Đức Tự Đức, cùng chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ, cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì để dự phần sa môn hành, hay là chúng ta nếm được một cái hương vị của Pháp Lạc, để mà có cái sự tu chứng viên mãn thì không phải là một chuyện bình thường, không phải chuyện đơn giản được. Nhưng điều qua siêu qua đó thì để chúng ta có sự khuyến khích, để chúng ta có một cái sự khuyến khích với những người mà vào tu, thì trên cái cơ sở là để giải thoát những cái khổ đau sinh tử trong cuộc đời, và cũng nói cho họ biết, họ biết rõ ràng tu đó, tức là nó vui nhất, buồn nhất, sướng nhất, khổ nhất, hạnh phúc nhất, cũng là đau khổ nhất, cái gì cũng nhất hết. Nhưng nếu chúng ta đứng ở biên bờ đó, thì chúng ta sẽ chào thua trước cuộc tu. Có thể nói rằng cái đời sống của một cái người tu, nếu như chúng ta biết là thành tựu viên mãn, đó chính là cứu cánh giải thoát, thành tựu sa môn quả đó. Còn có thể nói rằng là ngoài cái cứu cánh an lạc giải thoát này, cái người tu thật sự là có hạnh phúc,
được một sự tự tại, được cái sự không bị dính mắc, bị một sự không bị trói buộc, đó chính là cái quả hiện tại. Và ngoài ra cái quả hiện tại đó, chúng ta biết thí dụ như là chúng ta có thể tự tự quyết định, tự giải quyết tất cả những gì mà nó thuộc về cái cá nhân riêng tư của mình mà không bị người khác can dự vào. Và cái sa môn quả, nếu chúng ta thành tựu sa môn quả một cách tuyệt đối rồi, nhưng ở đó chúng ta hưởng được cái quả báo sa môn rất là to lớn, đó là cái hạnh phúc của người tu. Từ miếng cơm manh áo, từ cái sự cung kính, từ cái sự lễ bái cúng dường, đó là quả báo của sa môn, quả báo của Phật. Mà người mà thành tựu đúng đắn nhất kết quả của sa môn, tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn, đó chính là ám chỉ cho cái quả báo, cho cái quả vị của sa môn. Thì ở đây nếu chúng ta chưa có thành tựu thì chúng ta gọi là cũng được hưởng cái hương quả đó, được hưởng cái lợi tức đó, cái đó là thật như vậy. Khi mà ở các trường dạy thì cái Bạch Hòa Thượng con có nói với tăng ni như thế này: mình đừng có nghĩ rằng người ta đem tới người ta cúng mà nó là cái gì người ta cúng đó. Ngay cả chúng ta, ngay cả tới sư phụ thầy mình, tất cả các vị hòa thượng, các vị tôn túc trưởng lão, khi nào chưa thành tựu thánh đạo thánh quả thì người đó chưa có phải là điểm tựa xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Nó rất ý nghĩa thiết thực mà chúng ta hưởng được hương quả của Phật. Thì ngoài cái cú cách giác ngộ đó, thì chúng ta đã cú cách giác ngộ đưa đến mục đích cao cả, mục đích tối thượng. Ở đó chúng ta đã được một cái gì? Được một cách, tức là cái sự hưởng phước Phật của Phật, của sa môn quả. Người ta nói rằng không nể trụ trì thì cũng phải kiêng Phật tổ, là như thế. Đó chính là cũng là một cú cách, đó cũng chính là một cái sa môn quả ngay trong hiện tại của chính chúng ta đó chứ. Cái sự xưng hô, cái sự lễ bái, cái sự cúng dường, tất cả là nhờ hướng quả của Phật. Nói như vậy để chúng ta biết một cái ý niệm là chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm gì để xứng đáng đối với vai trò của một người đệ tử. Ít nhất cũng là ăn một miếng cơm, uống một miếng nước của Phật ở nhà của ở liêu, ở thất, ở nhà của tam bảo của Phật đây, nhưng một cách nó căn bản tốt đẹp. Chứ sự thật ra mình không là cái gì đâu, lẽ ra cái tiền của tài sản này, cái sự kính lễ này họ dành cho thân tộc của họ, họ dành cho bà con quyến thuộc, cha mẹ họ hoặc là người thân của họ, nhưng họ đến để đem đến dân, đến để cúng, thì đó là vì niềm tin. Vì niềm tin. Và nếu như chúng ta chưa thành tựu được kết quả của sa môn hạnh thì kính thưa quý vị, thì cái sự tu tập, cái sự vun bồi ba la mật thì đó xem như chúng ta cũng đã đang chăm sóc, đang gieo trồng một cái hạt giống bồ đề để thành tựu thánh đạo thánh quả. Cái cây giống bồ đề đó chính là cây bốn giống bồ đề của tự tâm. Cái sự tu tập đó chính sự tu tập của tự thân, thì chính đó chính là một phần cũng là điểm tựa để đi đến viên mãn cái sa môn quả. Nếu như ngoài cứu cánh sau khi giải thoát thì cái sa môn quả đó chính là nếu như chúng ta có sự tu hành căn bản tốt đẹp, tình giới tịnh hành, thì tất cả cái điều đó chúng ta cũng có một phần của sa môn quả. Đó cũng chính là chúng ta đã có cảnh giới tái sinh, chúng ta đã làm một phần
tốt đẹp cho chính mình, cũng như là kế thừa và gìn giữ cái mạng mạch của Phật pháp. Cái điều này nó hết sức quan trọng. Nhiều khi ngày hôm nay dầu cho dầu hèn dầu thế như thế nào, như kính thưa quý vị, ngày nào mà hình bóng của Phật Đà còn hiện hữu trong cuộc đời, thì ngày đó tất cả chúng sinh đều hữu phần hữu phước, còn hữu phần hữu phước. Bởi vì nơi đó mới khơi dậy, nó mới đã đánh động những niềm tin, những cái tấm lòng của những người nghèo, của những người khổ, của những người yếu thế, của những người kém phước, mà họ có điều kiện để họ gieo trồng để đã cải đổi lại tương lai của chính họ được một phần tốt đẹp. Nhờ cái sự cung kính, nhờ cái sự cúng dường lễ bái với cái bánh củ khoai, với một ít cái phần quà mọn, vân vân. Cho nên đó cũng là một cứu cánh đó chứ. Nó cũng chính là một cái điều tốt đẹp đó chứ. Chứ nếu mà chúng ta tìm bốn đạo, bốn hòa, một niết bàn, nghe chứng đắc thiền định, hay bên phải là như thế này như thế nọ, thì quả thật nó rất là khó, nó rất là không phải bình thường được. Mà ở đây chính cần phải có một cái sự tu tập, mà sự tu tập đó hay là cái sự chuyển hóa đó chính là chính tự thân của mỗi người. Hay là chúng ta tạo lập một lý tưởng để phụng sự, để cúng dường đến Tam Bảo với những cái hiện kiếp này mà chúng ta có về tinh thần hay thể xác này, vật chất này, đến cho Tam Bảo, đến cho Phật, thì đó cũng xem như là một cái con đường chuyển hóa, một cái con đường mà mong cầu. Chứ còn cái thứ việc phải đến mà chỉ coi như là thôi, đủ duyên thì tu, đủ duyên thì thôi, thôi kệ, không tu hôm nay được thì tu ngày mai, hứa hẹn và cho một cái hoàn cảnh gì đó, thì điều này rất là uổng và tiếc cho chính cái kiếp nhân sinh của chính mình. Cho nên nếu chúng ta tu, chúng ta hiểu biết được cái lý tu, thì chúng ta mới cảm thấy rằng nó rất là căn bản tốt đẹp. Sáng nay khi con thuyết pháp ở chùa Trúc Lâm đó, là lễ quý nhật lần đầu tiên, cái lần đầu tiên của trong chương trình đó, thì chùa Trúc Lâm đó, sẽ là làm lễ dỗ đầu tiên, rồi tiếp đến nữa là ngày mai ở chùa Xu Lý Chánh Đường, Xu Lý Sài Gòn, rồi tới nữa là cái ngày mùng 6 là làm tại ở Xu Lý Vĩnh Long, và ngày mùng 7 làm ở Viên Giác, và ngày mùng 8 làm ở Vũ Đức, và ngày mùng 9 thì làm ở chùa Nguyên Thủy. Thì theo cái quy trình của mỗi năm là như vậy, và năm nay cũng như thế. Thì kính bạch hòa thượng thì cũng có nói một điều nó rất là quan trọng. Người ta nói rằng cha mẹ cho ta thân xác này, thầy tổ cho ta cái huệ mạng, đó chính là cái gì? Đó chính là một chánh tri kiến, đó một tinh thần hiểu biết, một cái kiến văn Phật pháp. Và kiến văn Phật pháp này, hay là cái trí tuệ để hiểu được Phật pháp, mà cái người mà khai sáng, cái người mà có công để truyền thụ, có công để gây dựng, đó chính là Ngài Hòa Thượng. Nếu chúng ta có một chánh tri kiến, chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả, về con đường tu tập, hiểu biết được các pháp do nhân sanh, các pháp do nhân diệt, cái sự hội tụ trên cuộc đời này chẳng qua đó chính là ngũ uẩn. Danh và sắc này nó hiệp, nó tạo. Thì cái mà chúng ta hiểu biết được những cái tinh thần như thế, thì cái giáo dưỡng này, cái ân đức này là từ Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự mới dạy lại cho các vị thầy của chúng ta, và các vị thầy của chúng ta mới dạy lại cho chúng ta. Nếu như ở xa, còn nếu như gần, thì kính thưa quý vị, chính là chúng ta được trực tiếp. Thì tại sao chúng ta hiểu được một cái chánh tri kiến
có một chánh tri kiến thì xem như chúng ta cũng có một cú cánh giác ngộ được một phần gọi là dự, chúng ta cũng xem như là cũng có cái màu của sa môn quả, cũng có giống của sa môn quả. À, chúng ta nhớ rõ như vậy. Cho nên phải nói căn đức của Ngài nó lớn lao vô cùng, không sanh ra ta nhưng cho ta cái tái sanh bằng một chánh tri kiến, bằng một cái huệ mạng, mà cái huệ mạng này trợ giúp cho ta trong dòng sinh tử không có rơi vào tà giáo tà đạo, không có rơi vào coi như là tà sư tà giáo, để rồi chúng ta làm các cái việc ác sinh tử khổ đau, gây đau khổ cho những chúng sinh khác, vân vân. Thì chúng ta báo ơn Phật, Ngài đã khai sáng và giác ngộ cái lý tu ở trong cuộc đời. Những con người mà giới thiệu mang tới cho ta đó chính là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Nếu như những ai có nếm trải được một phần của Vi Diệu Tạng, và Vi Diệu Tạng thật sự là một môn học đặc biệt dính liền và nối liền trong quá trình tu tập để đoạn khổ diệt khổ. Ngoài cái lý kinh, cái lý luận làm nền, nhưng để phát huy và để diệt trừ, để biết được quy trình của danh pháp, quy trình của sắc pháp, cái sự tiến trình của ngũ uẩn này, thì phải có luận tạng. À, đặc biệt như vậy. Mà luận tạng ngày hôm nay đã được Ngài truyền trao, dịch từng câu, từng chữ, từng nghĩa, đưa chúng ta, để chúng ta trước thì thấy khó, sau thì thấy quen, và từ từ mưa dầm rồi sẽ thấm đất, chúng ta sẽ học được. Và như thế thì cái huệ mạng này cao cả nhất ở trong cuộc đời mình, giúp cho ta có sự tái sanh ở trong tương lai, luôn luôn có trí tuệ, luôn luôn có chánh tri kiến, sanh trong gia đình hay ít nhất ở bất cứ nơi nào mình có một chánh tri kiến, thì chúng ta sẽ có lối về của bờ giác, tức là sẽ có hướng đi để tìm ra bình minh của chân lý, có hướng đi để chúng ta không có bị lầm mê đau khổ. Thì đó cũng chính là một giá trị của sa môn quả. Khi chúng ta chưa được giải thoát, nhưng chúng ta có cái gì? Có cái tài sản, đó chính là trí tuệ. Có tài sản, đó chính là trí tuệ. Thì cái tài sản này cũng là một phần để đưa đến chúng ta được viên mãn sa môn quả. Thưa Hòa Thượng, đây chính là đôi điều qua cái sự suy nghĩ của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trực Thầy Tổ Thầy Quyền. Thầy Tổ Thầy Quyền cũng hãy từ đó chia sẻ là thường thường người ta hay có một cái nhìn hơi cực đoan về học và hành. Nhưng mà riêng về sự học đó, có cái cách học nào mà chúng ta gọi là học nó tốt cho sự thực hành? Có cách học nào mà nó chỉ để nói cho vui thôi? Thì tôi có thấy là trong cái việc mình học Phật pháp nó giống như vậy, có nhiều vị học Phật pháp học cũng nhiều, nói cũng nhiều, nhưng mà chỉ nói thôi chứ không có cái giá trị thực dụng. Thì tôi nghĩ cho biết mình học pháp như thế nào để có một giá trị thực tiễn. Xin kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn sư cô Như Phạm, cảm ơn sự tùy duyên của đại chúng. Kính bạch Hòa Thượng, và thật thì nếu như chúng ta học Phật pháp như thế nào mới có một cái tiêu chí tốt đẹp, hay là học như thế nào để chúng ta có cái hành nó tốt, thì ở đây có thể nói rằng
Nếu như mà chúng tu á, chúng ta hướng tu, cầu tu á, mà chúng ta cầu học á, thì chúng ta chỉ học những gì cần thiết để tu. Chúng ta nghe rõ, học những gì cần thiết để tu, tu để học, mà học cái gì? Học những gì cần thiết. Chúng ta chưa nói tu là để giải thoát gì hết, quý vị. Tu là để học. Từ chỗ học mới hiểu, mới biết được những gì cần thiết để tu. Và vậy chứ thực hiện như thế nào mà nó có lợi ích thực tiễn? Hôm nay chúng ta học cái tích truyện hôm nay để nói lên cái tâm ngã mạn. À, cái bài học hôm nay, tức là cái bài học có Pháp Cú này, giữa cái vị thiền sư, giữa cái vị pháp sư. Vị thiền sư chỉ là bạn nhau, như điều mà là vị pháp sư coi như là đổi mồm lời khẩu mới hỏi cho vị thiền sư, mới muốn cố tình bắt biết cái vị thiền sư. Thì chính Đức Phật hiểu được cái tâm, ngài mới vấn hỏi những cái gì mà nó mang tính thực thực tiễn từ trong tâm, mà chính vị đi theo pháp hành đó đã thực hiện và đã hiểu, đã biết, trả lời được đúng ý của Phật. Còn vị pháp sư kia chỉ năng thiết mà không có hành, cho nên không có mang tới một cái thực tiễn. Thì bài học hôm nay đây là một cái thực tiễn, chỉ cái chính chúng ta thì ra những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta biết, nhưng chúng ta chưa có thực hiện, thì xem như chúng ta chưa có lợi ích. Cho nên chúng ta cần phải, hay là chúng ta đừng có cái tâm ngạo mạn ngã mạn. Khi chúng ta có cái đó hơn người, mỗi người đều có một cái ưu điểm, mỗi người đều có một cái khuyết điểm, mỗi người đều có cái tốt, mỗi người đều cũng có cái xấu. Ở trong mình có tâm thiện, có tâm bất thiện, thì lúc nào mà thiện tâm khởi lên thì chúng ta biết lúc đó là tốt, và ác tâm khởi lên thì lúc đó biết là xấu. Thì ngày hôm nay cái thực tiễn của cái bài học để dạy cho ta chính là cái gì? À, đó chính là đừng có ngã mạn, và chúng ta nhớ mỗi người đều có một cái tốt, đều có một cái sở trường của chính họ, mà chúng ta đừng nên xem thường. Đó cũng là một cái lợi ích thực tiễn, mà nếu như chúng ta biết cầm nắm. Chứ còn nghe cái tích như vậy rồi cho nó qua luôn, không có chuyện gì hết, thì là một chuyện rất là khác. Nhưng người nghe được cái câu kinh Pháp Cú, nghe được một cái tích truyện, một cái của hai vị, và sau đó Đức Phật ngài vẫn hỏi cái thực tiễn thứ hai ở trong cuộc đời. Khi học Phật pháp đó, chúng ta mới thấy được cái mất cái còn, cái được cái thua, mất cái còn, cái vui cái buồn, cái sanh cái tử, cái được cái mất, cái đến cái đi. Chính vì chúng ta mới thấy được cái sanh cái diệt của chính nó, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã của chính nó. Và trong cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ câu thúc ôm ấp tham lam quá nhiều, thì chắc chúng ta sẽ bị đau khổ quá nhiều. Thì cái sự suy nghĩ đó, chúng ta khéo suy nghĩ, thì đó chính là một cái, nó đưa đến chúng ta giá trị thực tiễn khi chúng ta bị mất mát. Câu xa tầm tới với những gì mà chúng ta đang có, đang giữ, đang cầm, đang nắm đây, bởi vì nó đổi thay trong tức thời, mà chúng ta có thể không có bị cái gì, không bị chao đảo. Khi người thân ly biệt người thân, khi tài sản mất đi, khi danh vọng mất đi, khi tâm tư tình cảm không còn nữa,
thì chúng ta mới thấy được các pháp nó vô thường, các pháp nó vô ngã, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã. Hay là ở nó một cấp độ khác hơn, khi chúng ta học được Phật pháp thì chúng ta mới biết, mới biết dạy cái tâm của mình bớt tham lam, bớt nóng, bớt giận, bớt phiền, biết buông bỏ, biết từ tâm. Đó là một giá trị thực tiễn nếu chúng ta biết áp dụng. Nếu chúng ta có một cái khởi động hay chúng ta tiêu hóa cái thức ăn pháp bảo này, chứ còn nghe bên tay này, nghe bên tay kia, thì chúng ta thật sự rất là có lỗi với chính mình. Khi Phật pháp đó, khi lý pháp đã được giảng dạy đó mà chúng ta không thực nghiệm. Một cái sự thực tiễn hơn nữa, bây giờ thật ra tất cả những niềm đau nỗi khổ, những cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác gì đều xuất phát từ do tâm của mình ra. Thì nếu như thiện tâm thì quả thiện, ác tâm thì quả quả ác. Cho nên chúng ta điều tiết, điều chỉnh cái thiện tâm mình khởi sanh, không cho ác tâm khởi sanh. Thì đó cũng là một cái thực tiễn khi chúng ta học Phật pháp. Chứ không phải là chỉ nói vào bây giờ chúng ta học rồi chúng ta hành liền thì như vậy mới là thực tiễn. Nhiều cách hành lắm. Chúng ta luôn luôn nói chuyện ngồi thiền, ngồi thiền, chứ chúng ta không bao giờ nói cái chữ đi thiền, đứng thiền hay là cả nằm thiền, không có. Thì chúng ta ngồi thiền. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng ngồi thì mình đi đứng nằm ngồi gì cũng vậy, mình biết. Biết cái gì? Không chỉ có cái thân quán niệm xứ không, hay là thọ quán niệm xứ không, tâm quán niệm xứ không, mà có pháp quán niệm xứ, để chúng ta cũng có thể tu tập nó bằng tính thực tiễn đó chứ. Chúng ta suy quát về cuộc đời, suy quát về ngũ uẩn, suy quát về cái khổ trong cuộc đời, cái nguyên nhân sinh khổ, cái sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, hay chúng ta suy quát về duyên khởi, tất cả chúng sinh lăn trôi sinh tử đều do vô minh tham ái, hay vô minh làm nhân cho hành, duyên cho danh sắc lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc thọ, xúc duyên cho lục thọ, lục thọ duyên cho lục ái, lục cho lục thủ, lục hữu duyên cho sanh hữu, nghiệp hữu. Cái mà chúng ta suy nghĩ, cái mà chúng ta chuyển hóa, cái mà chúng ta hiểu biết để làm gì? Đó chính là có khả năng thực tiễn để chúng ta sử dụng. Sự thật ra mà nói học Phật pháp không có tiền của gì hết, không có bằng cấp, không có cái không được cái lợi lộc gì trước mắt, nhưng nó là thực tiễn đó quý vị. Đến khi ở đời này nó buồn nhiều, nó thất bại nhiều, đau khổ nhiều, nhưng chúng ta biết vượt qua, đó chính là cái sự thực tiễn khi chúng ta đón nhận được Phật pháp. Và bây giờ chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới bớt đau khổ, bớt chấp thủ. Đây là một giá trị tu rất lớn, chứ không phải là tu mà cứ như là ngồi đây làm ông làm bà làm thầy gì ghê gớm đâu, mà đó chính là cái sự tu tập mà hết sức thực tiễn. Và khi tâm an thì thân an, tâm đừng phóng dật, tâm đừng tham lam, tâm đừng sân hận, tâm không tham tật kiến nhân mạng, không sân tật lẫn hối, vô tạp bố ý phóng dật, thì lúc đó chính là tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo với sở tịnh hảo thì chắc chắn là quá thực tiễn và quá an lạc. Và nói một cách thực tiễn hơn, học Phật pháp tức là một nền tảng tri thức hay một nền tảng kiến thức, để từ đó chúng ta có vốn sống vào đời. Mà khi được thua mất còn, chúng ta buồn chán, rơi vào tuyệt vọng, đi đến cả cái chết, không có một phương thuốc nào có thể cứu chữa được, mà chỉ có phương nương dịu dược của Phật. Đó chính là những cái kiến văn, những kiến thức mà chúng ta học được Phật pháp thì sẽ chuyển tải được, sẽ làm cho ta vượt qua được, sẽ có chúng ta có một sức bật
có một cái sức loại loại trừ những cái đau khổ, loại trừ những cái niềm đau, những cái nỗi khổ, những cái sự mất mát, những cái sự thất vọng. Thì lúc đó đó lý Phật pháp sẽ là một cái kim chỉ nam cho ta, dẫn đường cho ta không phải rơi vào tuyệt vọng, không phải đau khổ một cách tuyệt đối. Dạ, hòa thượng, đây chính là cái câu thảo luận trả lời của con là vậy. Nếu có gì tự nhiên cần tốt ở kinh cũng thành ngày Nam Mô Phật. Sa thủ à, kính trường thì tôi giải quyết mà chi tôn đức và thưa quý Phật tử, một cái đặc điểm của kinh Pháp Cú là một cái sưu tập có rất là nhiều bốn chuyện xảy ra thời Đức Phật còn tại thế, lại liên quan đến những con người rất thật và rất gần gũi với mỗi chúng ta trong thế giới hôm nay. Câu chuyện mà Hòa Thượng Từ Siêu đã dịch và đã kể trong đầu buổi học cũng là câu chuyện của Phật Đông mà mỗi một người tu hành đều phải đặt lại khi mà chúng ta đã đi một cuộc hành trình được nhiều giai đoạn. Nếu chúng ta để ý thấy rằng trong số những vị tu sĩ xuất gia vào chùa thì không phải ai cũng có một cái sở hành giống nhau, cái chí hướng giống nhau, hành trình giống nhau và có những thành tựu khác giống nhau. Tương đối chúng ta rất là khác biệt. Nhưng mà nói chung chung, sự khác biệt trong cách hành trì không có quan trọng. Nó chỉ có điều là nếu có sự khác biệt ở trong cái sự tiến bộ hay sự thối thất thì điều đó là điều mà chúng ta phải để ý. Thưa quý vị, quý Phật tử khi mà sống trong thế giới hôm nay, chúng tôi tin rằng dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ cũng vậy, có những người rất là giỏi về lý thuyết, thậm chí họ có cái bằng cấp tiến sĩ về kinh tế hay là quản trị thương mại, nhưng mà nếu chúng ta điểm lại những người thành công trong lĩnh vực thương mại đó thì mình sẽ thấy rằng không phải ai thành công đều có bằng cấp về kinh tế, về thương mại, và ngược lại cũng không phải ai có bằng cấp về kinh tế, về thương mại cũng thành công ở trong công ăn việc làm. Chúng tôi có gặp một số người ở Mỹ thì tiếng Anh họ nói cũng không rành, và trình độ phổ thông ở Việt Nam thì cũng mới học tới trung học thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi họ qua đây, sau mấy mươi năm họ có một cái cơ nghiệp lớn, họ theo đuổi một cái công ăn việc làm nào họ rất thành công. Mà chúng ta cũng gặp rất nhiều người, họ được đào tạo, được học và có bằng cấp về kinh tế, về thương mại, về quản trị. Nhưng rồi rốt cuộc họ là thất nghiệp, thậm chí là sau thời gian lại trở thành người vô gia cư, trắng tay. Dĩ nhiên trong cuộc đời này nó có nhiều sự đưa đẩy, nhưng mà trong cuộc sống này chúng ta thấy một điều không thể phủ nhận được là sự giáo dục trình độ đó nó
mang cái yếu tố quyết định của thành công. Thế nhưng mà có nhiều người thành công thì lại không có bằng cấp, và có những người bằng cấp có bằng cấp thì lại không thành công. Chúng ta phải nhận rằng đó là một sự thật. Trong sự thật này thì nó lại là một thí dụ rất tốt để đặt lại câu hỏi là tại sao trong giới tu hành có những vị rất là lào thông kinh điển, giỏi về phản ngữ, giỏi về tam tạng, thuyết pháp rất hay, nhưng mà bản thân của vị đó lại thiếu hẳn cái chất của định, của niệm, và có một đời sống nội tâm thì rất là dao động. Và dường như là giữa Phật pháp mà vị đó học và sẽ áp dụng Phật pháp ở trong đời sống thực tiễn đó, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, ở quê ngoại nó có trường hợp là có một người có bốn đứa con gái, và lúc chúng tôi còn nhỏ thì gia đình đã lại gả hai đứa con gái. Thì khi gả hai đứa con gái đó, một người rể lại là người ở bên Cần Thơ thì lại có bằng cấp, và một người thì cùng làng cũng là tay lắm chân bụt, nhưng mà lớn lên cũng quen biết. Thì thứ gì, người cha đó là người đã đi cưới cái cậu thanh niên có học về cho con gái lớn của mình, và người mẹ đó là người đã tìm cách để làm mai mối, làm sao cho con của mình lấy cái thanh niên ở trong làng. Hai cuộc hôn nhân đó đều tốt, theo dõi chúng tôi biết, và cả hai chị em đều có vài người con. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi có nghe, chuyện này là với những người trong nhà than là cái người để lớn ấy, biết nhiều thứ, nói nhiều thứ cái gì cũng hay, nhưng mà nói thì được nhưng mà làm không được gì hết. Xuống ruộng không sống, lên bờ cũng không được. Và lúc mà cần tối lửa tắt đèn, chạy đầu này chạy đầu kia, thậm chí bơi xuồng cũng bơi cũng đánh dở rồi mà bơi cũng không được nữa. Thật ra ở trong nhà đó người ta nhờ cái người rể rất nhiều, người rể thứ hai đó rất nhiều. Và hồi nhỏ chúng tôi cũng thường nghe ông ngoại đem cái chuyện đó ra để mà làm thí dụ mà nói về ông ngoại chúng tôi có câu nói mà nói về anh rể đầu tiên đó là quý vị giúp cái gì có bằng tú tài mà cứ đóng cái chuồng gà đóng không đâu. Thì chuyện này là chuyện bình thường. Chúng ta được đào tạo trong cái môi trường nặng về tri thức, nặng về sự học hỏi, và không có được học những điều mà thực dụng trong đời sống. Khi mình lăn xả vào thực tế đó, thì cái kiến thức nó có giá trị của kiến thức, nhưng mà cái thực dụng nó có giá trị của thực dụng. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái nền giáo dục của Âu Châu đó có một số sự khác biệt. Ví dụ như Pháp và Thụy Sĩ có cùng một biên giới, nhưng mà bên Pháp á, thì thưa quý vị, người ta rất đặt nặng về, người ta đặt nặng về kiến thức. Vị nào mà biết là cái bằng tú tài Việt Nam á thi nó gian nan rồi, mà tú tài Pháp cũng gian nan như vậy. Những đổi mà mình qua bên Pháp á, 15, 16 tuổi là không có cách gì học được bằng tú tài, và còn cái chuyện vào đại học thì cũng không có nữa. Và
Người Việt Nam mình đó thì học theo cái chương trình của Pháp. Trong lúc đó thì ở kế bên là Thụy Sĩ và xa hơn nữa là Đức á. Kế bên nữa là Đức. Thì họ có cái chương trình huấn nghệ. Ví dụ mình học tới lớp 10, thay vì lớp 11, 12 thôi, thì họ cho 2 năm đi học nghề. Và do học nghề này, một người nếu sau này họ vào đại học hay là họ không vào đại học thì họ vẫn có thể ra ngoài kiếm kiếm công được. Và quá thật, ở bên Âu Châu mà họ gọi là nghề thực sự. Ví dụ như nghề làm bánh, nghề đầu bếp, nghề này nghề kia đó, nhưng những nghề đó ra là có lương. Rất cái chuyện huấn nghệ đó, nó trở thành một cái gì rất là thực tiễn ở trong một số các quốc gia Âu Châu, trong đó phải kể là 2 quốc gia mà chúng tôi biết rõ vì ngày xưa cũng thường sang đó, đó là bên Đức và bên Thụy Sĩ. Thì ở đây ý chúng tôi nói rằng cái chuyện mà một nền giáo dục hiện đại mà chúng ta gọi là tân giáo dục đó, nền giáo dục đương đại đó, mà nền giáo dục đó đó có một cái chế độ cưỡng bách giáo dục, mà một người vào trong cái chương trình cưỡng bách giáo dục này từ 5 tuổi cho đến 18 tuổi thì họ ngoài cái kiến thức quát của trường lớp phổ thông cấp 1, cấp 2 rồi, tiểu học, trung học, thì họ còn có được 2 năm được huấn nghệ. Thì đúng 18 tuổi họ không có sợ. Và ở bên Âu Châu á, hãng xưởng tiệm tùm rồi những cơ quan này đó, họ rất dễ dàng nhận những người mà có 2 năm huấn nghệ. Điểm này thì chúng tôi không thấy ở Mỹ nhiều, tại vì ở Mỹ này ngoại trừ có cái chương trình học mà gọi là đi lính đó, còn lại thì họ không có đòi hỏi là có 2 năm huấn nghệ, học hết high school rồi có thể vào trong đại học tùy mỗi người. Và nếu học cái nghề gì đó thì có thể vào trường community college, đại học cộng đồng hay là trung tâm huấn nghệ nào đó. Người Mỹ họ có quan niệm khác. Thì riêng đối với chúng ta phải nhận rằng một số lớn các vị tu sĩ không có được hướng dẫn một cách cụ thể về gọi là những cái phương pháp sống thực tiễn. Dĩ nhiên là vào chùa thì học tụng kinh, học mặc y, học cái sống ở trong chùa. Nhưng sâu hơn nữa là chúng tôi thấy ở bên Thái Lan á, thì họ chia ra trong 2 cái truyền thống là truyền thống Wat Bán và truyền thống Wat Pa. Wat Bán là thung tăng hay là chùa, tăng sĩ chùa làng. Lâm tăng á, là Wat Pa là sống ở trong rừng. Thì những vị mà lớn lên trong trường sống trong rừng á, các vị biết được nhiều kỹ năng, kỹ năng làm cái chân đôi chân bác, kỹ năng tự trị bệnh, kỹ năng sống trong rừng, và đặc biệt là gặp lúc lo sợ, những lúc dao động, những lúc phiền não thì phải một vị tu sĩ phải làm gì? Nếu một vị tu sĩ mà trong lúc gặp những khó khăn mà cứ chạy đi than phiền, như một số vị mà chúng ta biết tới ngày đi than thở, than cái này than cái kia, thì đâu phải là một vị tu sĩ hưởng được cái giá trị thực sự, giá trị thực tiễn của đời sống tu hành. Nhưng mà để được có được những điều đó thì cần có những sự huấn luyện, có một số kỹ năng nào đó. Thì bây giờ chúng ta nói một cách cụ thể đó là học cái nào cũng là học hết. Cho dù mình học thiền tứ niệm xứ hay là mình học về nghiệp, học về giới duyên khởi, học thắng pháp thì làm cái nào cũng là học. Chúng ta không cần phải phải theo cái phe gọi là bên này học bên kia hành. Ví dụ người nói là mình hành mà không học, tu mà không học được tu bù, mà học mà không tu như cái tủ đựng sách chẳng hạn, đã kết qua để kết lại không. Chúng ta cần phải đặt kết như vậy. Vấn đề chính là làm thế nào mình học mà mình tìm thấy được giá trị thực tiễn. Người ta nói câu này, họ nói là con
tầm nó ăn tươi phải nhả, có nó ăn dâu phải nhả ra tươi, chứ nếu mà ăn dâu mà nhả ra phân hay ăn dâu nhả ra dâu thì đâu, người ta đâu có giá trị gì. Hay là chúng ta đi học, chúng ta học những bản chủ chương, hay là học những công thức về toán số như cộng trừ nhân chia, học công thức là lẽ, nhưng mà chúng ta phải làm toán đố về những bài toán mà cho chúng ta áp dụng cái toán số trong đời sống hàng ngày. Thì giữa cái công thức của hình học, giữa cách cộng trừ nhân chia và cái cách làm những bài toán đố đó, thì điều đó cho chúng ta hiểu sự liên hệ giữa Phật học pháp hành. Cũng như ngày hôm qua chúng tôi không biết là hôm qua hôm kia chúng tôi có nói về hai chữ minh và hành, tri hành học, nhất vậy giữa cái hiểu biết và cái sống với sự hiểu biết là hai thứ mà chúng ta phải dung hợp, khả năng dung hợp trong đời sống. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng Đức Phật dạy về vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà những điều đó được áp dụng một cụ thể trong đời sống chúng ta ra sao, cái đó nó lại là một câu hỏi khác mà tất cả chúng ta phải nêu ra. Thì thưa quý vị, bước vào trong cái thế giới của sự tu tập đó, thì chúng tôi thấy rằng có ba cái phương pháp tiếp cận trong cái sự học Phật. Cái tiếp cận mà phổ thông nhất mà chúng tôi được biết đó, thường là thực hành niềm tin. Và từ cái niềm tin đó đó, người ta giữ bát quan trai giới, người ta bố thí, lãnh lễ cúng dường, và rồi cố tìm hiểu nhiều hơn. Đức Phật nói gì về nghiệp, Đức Phật ngài dạy gì về tứ diệu đế, Đức Phật ngài dạy về tam học, vân vân. Và khi tìm hiểu thêm á, thì người ta mới bắt đầu đi vào trong cái thế giới của sự thực hành, là mình đi hành thiền hay là nghiên cứu tam tạng sâu hơn. Đó là cách mà tương đối rất là phổ thông, là cái phương pháp để tiếp cận cái gia tài mà Đức Phật để lại chúng ta. Một cách thứ hai mà chúng thấy người Tây phương thường làm đó, và bị nợ ở Việt Nam, có lẽ là quý vị ít bao giờ thấy trường hợp này, nhưng mà ở Mỹ thì, và ở Âu Châu, ở bên Úc, ở bên Anh thì thường xảy ra lắm. Có những người họ biết rất ít về Phật pháp, người Tây phương không biết rất ít Phật pháp, và họ xem Phật pháp là một cái vùng đất mà họ cần phải khám phá, một cảnh giới mà họ cần khám phá. Và thật là khó tin đó, là với một chút ít hiểu biết và không hoàn toàn không có niềm tin, họ đi vào trong trường thiền để thu tịch thí niệm xứ, thậm chí họ cạo đầu, họ xuất gia ở Amaravati để được huấn luyện trở thành một tu sĩ. Mặc dù khi mà họ đi vào tu sĩ, họ không có niềm tin thật sự. Đây là một cách tiếp cận chánh pháp mà nó qua một cái hướng mà rất trực tiếp, rất thẳng. Nó tương tự như là ngày xưa mà chúng ta nghe nói những nhà thám hiểm như là Ngài Huyền Tráng, Ngài Huyền Trang, hay là Columbus, hay là Marco Polo. Khi mà mình muốn biết vùng đất nào đó, đi có đến, có sống, có hòa mình, có đụng chạm thì chúng ta mới học, chứ không phải là phải học trước mới đi. Thì cái này cũng có, chứ cũng có quý vị, chúng tôi thấy ngày đọc rất nhiều người Tây phương. Và quý vị nghe cũng rất là lạ, là có những người Anh, những người Mỹ, những người Úc á, như Canada đó, họ đi hành thiền với Ngài Goenka, họ đi hành thiền ở trong các trường thiền của Ngài Chan Cha, 2-3 năm sau đó họ mới chính thức trở thành một Phật tử, chính thức lại Phật, con đường tự Phật, con đường tự Phật, và họ mới gọi họ là Phật tử. Mình thì ít cái chuyện này lắm. Người Nam mình thường quy y trước, nhưng quy y xong để đó giờ giờ thôi, những pháp danh trời thôi, chúng ta học gì hết, không biết gì hết, 10 năm sau có đồ học đó thì khác. Có nhiều khi họ lăn xả vào, họ tìm hiểu, từ cái tìm hiểu đó
mới được tin, bởi vì ngài Ajahn Chah, ngài nói là người Tây phương có nhiều khi họ tu ngược. Ở bên Á Châu á thì ta bố thí từ trì giới rồi mới hành thiền, còn Tây phương hành thiền thời gian thấy Phật pháp tốt quá, họ gì có oan trai mới giữ chủ giới, và giữ giới trong thời gian thấy hoan hỷ quá, tin vào nghiệp báo mới bố thí, tức là tu ngược. Chứ không sao hết. Và nếu chúng ta đọc kỹ lại một cái pháp tiếp cận khác mà xảy ra rất nhiều ở Đức Phật còn tại thế, đó là đến với Phật pháp, học Phật pháp, hành Phật pháp để đáp ứng những nhu cầu, một nhu cầu cấp thiết là giải quyết sự khổ đau. Về cách này thì chúng ta thấy người Việt Nam nhiều, đa số Phật tử Việt Nam đi chùa là do đám tang mà ra. Ở nhà tự nhiên có đám tang, mà tụng kinh rồi nghe pháp rồi đi chùa. Phần lớn Phật tử vậy. Mà trong đời sống nhiều khi khổ mới đến chùa thắp nhang lại Phật rồi từ đó học Phật pháp. Và thật ra thì thời Đức Phật còn tại thế thì cũng có nhiều người đến với Đức Phật, đến với giáo pháp do cái nhu cầu giải quyết những cái khủng hoảng của nội tâm, những đau khổ của cuộc sống, những cái bế tắc mà họ muốn tìm ra một khai thông, thì nó cũng là cách. Ở đây chúng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên có một cái sự võ đoán hay là một điều khẳng định rằng mình tu mình phải học, không phải hành, hay là học trước hành sau, hành sau tu trước tự độ, độ tha tự độ à, mình không nên nói như vậy. Tại vì trong cuộc đời này mỗi chúng ta có nhiều cái cá tính sai biệt, đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những đệ tử Phật đến với Phật pháp ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta không tưởng tượng được. Ví dụ như Sô-pa-ká bị cột vòng xác chết để cho con giả can ăn, tại vì cậu chán quá, và chư tỳ kheo đến cứu đem về, thì sau này vị này tu tập trở thành vị A-la-hán cho nghiệp trong quá khứ. Nói chung là cái con đường đến giác ngộ giải thoát nó thiên hình vạn trạng, chúng ta đừng đóng khung và đừng bảo thế này thế kia. Nhưng mà dựa trên hai cái lời dạy của Đức Phật đây thì chúng ta nhớ như vậy là nếu mình học Phật pháp, mình chỉ thuần lý, duy lý, mà lúc nào cũng đặt phần lý thuyết, học Phật pháp để tranh luận nữa, thì nói nghe chơi vui thì được, nhưng chúng ta không lợi lạc gì hết. Chúng ta là người học Phật pháp, đôi khi mình trải qua những cái này cái kia, mình hỏi tại sao mình học Phật mà mình còn đau khổ, tại sao mình học Phật mà mình không thể buông bỏ được những cái quan trái hận thù, tại sao mình học Phật mà mình có những cái vướng mắc mà mình không buông được. Mình phải hỏi, phải tự hỏi. Cái đạo mình tốt không phải là do cái nhãn hiệu tốt, mà là do mình có áp dụng được điều đó trong đời sống hàng ngày được hay không. Chúng ta nói đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà tối ngày trong đó chúng ta giận người này thù người kia chỉ trích người nọ mà thì thật ra chúng ta mới học thôi. Người ta học cho vui, những ngày học cũng không có vui được. Nếu cái đạo chúng ta thực sự tốt thì làm sao trong người chúng ta được tốt hơn, thì điều đó đó nó cần đến một gì, cần đến là chúng ta áp dụng một cái thực tiễn Phật pháp trong đời sống của mình. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đầu hôm nay. Ngày mai này đó thì chúng ta sẽ có môn gọi là Tăng pháp cổ thông. Ngày mai này có lẽ là chúng ta gặp một số vấn đề, là vì quý vị mấy hôm nay chúng tôi bận lo cái vụ tượng Phật, và ngày mai 8 giờ sáng họ đến, thì chúng tôi hy vọng thôi là chúng tôi có thể chạy ra thì vô được. Cũng mong rằng chị Tăng thì giúp phần nào. Và ngày thứ bảy thì chúng ta có cái ngày quý nhật của Hòa Thượng Thích Sự, ngày tưởng niệm ở trong lớp Phật Pháp Bồ Tát.
Ngày đó thực ra chúng tôi phải bay đi Atlanta lúc 6 giờ sáng. Và khi đến đó thì chúng tôi sẽ vào trong để lo việc, nhưng mà với điều kiện máy bay không trễ. Máy bay không trễ, máy bay trễ chắc phải nhờ quý ngài giúp rồi. Chúng tôi sẽ đi máy bay, nhiều khi thứ vị, ví dụ mình có 2 giờ, từ 8 tới 10 giờ mà nó trễ, mà lúc khởi hành là mình bắt đầu vào rung, mà lúc đến là hết rồi thì cái kia là bỏ tay. Là biết thì chúng ta mong rằng tất cả những gì mà mình cố gắng nó sẽ có một điều lợi lạc. Và chúng tôi nhắc quý vị rằng nếu quý vị đọc vào Punyakiri Wathu là 10 cái phước hạnh, 10 cái 10 cái nguồn phước, nguồn công đức ấy, thì trong đó có cái là thính pháp và thuyết pháp, tức là học pháp và nói pháp cũng là một cái nguồn công đức phải sự tu tập. Về điểm đó quý vị nên suy nghĩ, đừng bây giờ mà mới mới nghe một điều gì đó chúng ta cứ nói ồ như vậy chỉ có hành mới giá trị, còn học không có giá trị. Không, học có giá trị với điều kiện chúng ta học một cách thực tiễn và thực dụng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính dâng chư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng, lễ quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông trâm thành kính lãnh lễ tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng đã điều hợp cũng như đúc kết để học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con kính tri ân sư và đạo tràng đã cho con biết.